Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở tại cửa hàng xe máy Đức Linh Tài Ngọc đó các bạn. Địa chỉ cửa hàng là ở số 680 Võ Văn Kiệt, khóm 7, phường 2, thành phố Sóc Trăng ha. Đây chính là tuyến đường Võ Văn Kiệt đó các bạn, tiếp giáp với đường Phú Lợi. Hôm nay thì mình sẽ lại đến đây cập nhật lại giá tất cả các dòng xe ở đây, tức là video báo giá tổng hợp. Mình show cho các bạn xem xe trước một cái ha. Nhận rút hồ sơ, hỗ trợ sang tên toàn quốc, bảo hành động cơ 6 tháng. Hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều xe nha. Đây, xe côn tay nè, xe tay ga nè, báo hết luôn nha các bạn. Vario ha, AB. Đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ có thêm 3 chiếc Sirius bình xăng con ở đây. Rồi, Exeter Vision AB, Zanet luôn cả hai xe. Rồi phía bên này luôn các bạn, Winner. À, một chiếc NVX nữa nha các bạn, R15V3. Sẽ có đủ hết luôn trong video này. Bây giờ mình sẽ quay trở ra ngoài, báo giá từ ngoài vô trong luôn nha. Báo hết luôn video tổng hợp. Cửa hàng sẽ có hỗ trợ bán trả góp, các bạn lưu ý nha. Ship xe toàn quốc. Rồi những cái xe mà nó độ á, các bạn muốn về zin, cửa hàng hỗ trợ về zin miễn phí. Ok ha. Bây giờ mình sẽ đi từ đây qua nha các bạn. Đầu tiên là chiếc Sirius này. Tất cả xe máy zin, chiếc nào máy có làm thì mình sẽ nói. Ok chưa? Đây, 12 triệu. Ngoại hình nó vậy đó nhưng mà máy zin nha các bạn. Xe này thì mua về để đi cày, dọn nhẹ lại là đi cày được rồi các bạn. Đi cày ở đây là đi mần, đi làm đó. Chiếc quay này 14 triệu, nó vẫn là máy zin nha. Quay RSX. Biển số đó các bạn. Đây, biển số này ha. Đó. 14 triệu. Chiếc Exeter 5 số này là 19 năm. 19 triệu rưỡi nha các bạn. Máy zin ha. Rồi tiếp tục là chiếc này là 33 triệu. Cái này là mở kinh nha, 33 triệu ha. Tất nhiên rồi, máy móc phải zin nha, mới có giá này. Xe là không có dọn luôn ha, còn rất là dơ. Rồi 36 triệu. Chiếc này khóa thông minh đời 22 nha. Chiếc này á, nếu các bạn ok thì phải chờ hồ sơ tầm khoảng là 20 ngày. Tầm khoảng đó thì sẽ có giá chỉ có 36 triệu thôi. Khóa thông minh nha, đời 22 đó các bạn, chìa khóa đen nè. Đó. Chỉ có 36 triệu thôi. Vision 31 triệu, Vision này là bản đặc biệt khóa thông minh nha. Rồi các bạn xem phía sau nè. Exeter nè. 31989 biển 68 Kiên Giang. Rồi, mệt kinh nè ha. Exeter 5 số 83T1 10632 đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với dãy thứ hai nha. Bắt đầu từ chiếc Future X này. Máy zin nha, xe dơ lắm, chưa có dọn rửa nha. Máy zin 31 triệu nha. 31 triệu đó các bạn. Novo 9 triệu, vẫn máy zin. Novo 5. Đó. Winner X này 26 triệu 500 ngàn. Màu xanh. Bản này là không có ABS nha các bạn. Ví dụ như các bạn thấy vậy nè thì cửa hàng sẽ lắp ok hết cho mình. Các bạn cứ yên tâm ha. Winner X 26 năm nha. Chiếc Sachia. Sachia nha. Sachia tư nhân luôn á, 32 triệu. Rồi, Exeter 31 triệu. Trắng đỏ. Và cuối cùng là 22 năm cho chiếc AB này. AB này là đời khoảng 2013-2014 đó các bạn. Rồi, xem phía sau nè ha. Exeter nè. Sachia nè. Winner nè. Novo nè. Đây là biển số của chiếc Future X. Future X này là 31 triệu nha các bạn. Rồi, tiếp tục ha. Hàng tiếp theo. Bảo hành động cơ 6 tháng nha các bạn. Chiếc Winner này là 27 triệu 500 ngàn. Có ABS nha, bản đường đua. Chiếc này á, là 33 triệu. Không có ABS nha. Nhưng vì trên mình chiếc xe này nó đang mang cái biển số rất là đẹp. Rất là đẹp nha, 33 triệu. Chiếc này, GTR nha, 33 triệu luôn.
GTR nhập khẩu từ Indo đó các bạn. Tiếp theo là 27 triệu Winner V1 phiên bản đầu tiên, 3 xe luôn nè. Chiếc này là 23 triệu 500 ngàn là chiếc màu đỏ. Và cuối cùng là 34 triệu là chiếc màu đen vàng đồng. Chiếc này mình có quay rồi, xe còn rất là đẹp nha. Đen vàng đồng nè. Mình xem lại từng xe ha. Đây, đen vàng đồng, 34 triệu. Chiếc này là 23 năm nè các bạn, biển số nè. Chiếc này là 27 triệu nè. Ha. Rồi chiếc này là 33 triệu nè. GTR. GTR nha. Rồi window biển số đẹp nè. Đó. 33 và chiếc trong cùng là 27 năm. Bản là được bản đường đua đó các bạn. Rồi sẵn đây mình sẽ tới Sonic nè. 39 triệu là chiếc sát trong vắt. Màu trắng đỏ mâm đỏ racing đó các bạn. Kế đến là 35 triệu cũng là Sonic. Kế đến nữa là 35 triệu luôn. Một cặp này là 35 triệu nè. Đây. Còn chiếc này á, là chiếc Sachia 38 triệu 500 ngàn. Màu trắng đỏ nè. Chiếc này là Suzuki Rider 38 năm luôn. Để mình đi ra ngoài cái. Đó. Màu xanh bạc nha. Chiếc này là 35 triệu. Đây. Và cuối cùng là chiếc này. Đây là xe 150 ha. Chỉ có 38 triệu thôi. Tại vì xe này là cái máy nó có rớt xuống rồi. Tại sao máy rớt là một cái câu chuyện dài. Các bạn cứ alo cho Tô Tài để Tô Tài tư vấn cho mình tại sao như vậy ha. 38 triệu nha, máy rớt. Biển số nữa các bạn. Rồi, biển số nữa ha, 35 triệu nè. Chiếc Raider 38 năm. 38 năm luôn. Sachia nè. Trắng đỏ. Rồi 35, một cặp luôn là 35 triệu. Cặp này ha. Rồi chiếc ở trong là 39. Chiếc này 39 nè, trắng đỏ nè. Cặp này 35. Ok ha. Tiếp tục mình sẽ đến với tay ga nữa nè. Vario. Chiếc trong cùng là 36 triệu, chiếc kế bên là 35 triệu. Màu cam này là 35 triệu nè. Này là sơn độ. Chiếc này là 36 triệu. Chiếc này mình có quay rồi nè, 40 triệu 500 ngàn. Exeter 155 phiên bản giới hạn nha, quá thông minh. Bản này đời 22. Mình có quay rồi đó các bạn. Và chiếc này là 24 triệu 500 ngàn AB. AB này là đời 2016 trở lên đó. Đây, 24 năm nha. Mình ra phía sau. Biển số nè, chiếc này là 40 triệu 500 ngàn. Khóa thông minh. Chiếc này là 35. Chiếc này là 36. Rồi. Kế đến nữa, hàng tiếp theo. Chiếc Vario ở trong cùng á là 35 triệu, màu đỏ đó các bạn. Động cơ 125 nha. Chiếc này 37 năm, cũng là động cơ 125 luôn, một cặp ha. Một chiếc 35, một chiếc 37 năm. Chiếc này là 44 triệu tại vì nó là màu đỏ đen. Động cơ 150 đó các bạn. Chiếc này mình cũng có quay rồi. Ha, quay kỹ luôn á. Rồi chiếc này là 31 triệu. Và cuối cùng là 32 triệu. Đây chiếc này. Các bạn muốn về zin thì cửa hàng sẽ hỗ trợ về zin miễn phí cho mình thuộc mâm. 32 triệu nha. Xe này là đời 2019 luôn á các bạn. Nó là đời cuối của cái mẫu này luôn. Ha. Phuộc nè, mâm nè, biển số nè. 32 triệu. 31 triệu. Ha. Rồi chiếc này là 44 triệu, Vario nha, 150, màu đỏ đen nha. Chiếc này là 37 năm nè, biển số đó các bạn. 37 năm. Và chiếc này là 35. 125. Nói chung là 150 bây giờ hiếm lắm các bạn, lâu lâu mới có một chiếc xe đã qua sử dụng 150. Rồi, chúng ta sẽ đến ba chiếc này. 11 triệu rưỡi trong cùng nè. Màu xám mờ. Xin lỗi các bạn nha. 15 triệu mới đúng nha các bạn. Mình đọc lộn đó, 15 triệu nha chiếc này. Xíu là mình quên rồi. 15 triệu nha. Biển số nè. Đây, màu xám mờ nha, xe này phiên bản này chắc mới đó.
Mình nhớ cái màu này là nó cũng mới đây thôi, không lâu đâu. Các bạn xem nè, khó thấy quá, 2022. Thấy không? Bởi vì cái giá nó mới cao vậy đó. 15 triệu Sirius Sunker Odo là 3.200 nè ha. Rồi, chiếc kế bên là 13.500.000 đó, biển số nè các bạn, 13.500.000. Máy zin hết nha các bạn, màu trắng ha. Chiếc này là 11.500.000 đây, 11.500.000 xuống bánh nhỏ, vẫn máy zin, biển số nè các bạn, chỉ có 11.500.000 thôi. Biển số rất là đẹp luôn, 22886 ha, đọc ra nó đẹp. Rồi, kế đến là dãy đây, bắt đầu từ trong ra nha. Winner này chỉ còn là 25.500.000 thôi, phiên bản giới hạn, không có ABS. Chiếc này là 33 triệu, AB 125, phiên bản này là đời 2020 trở lên đó các bạn ha. Rồi, chiếc này là 28 năm, chiếc Vision phiên bản khóa thông minh, phiên bản đặc biệt đó các bạn, Vision. Chiếc này là 26 năm, Winner. Chiếc này là 31 triệu, đây là Exeter màu xám ha, xám sơn độ. Đây, chiếc này là 26 năm nè, biển số nó các bạn, 49 đuôi đó, Winner. Chiếc này là 28 năm, Vision khóa thông minh ha. AB này á là 33 triệu, còn Winner ở trong á là 25 năm, biển số đó các bạn. Mình sẽ quay trước quay sau cho các bạn dễ nhìn, dễ hỏi giá ha. Ví dụ các bạn thích chiếc này, có thể nói là anh ơi, bây giờ màu xám này, mâm đỏ nè, nghe anh Khải báo là giá vậy đó, có bớt hay không ha. Rồi giấy tờ, thủ tục sang tên và ship xe, ví dụ vậy. Kế đến Zanet nha. Chiếc Vario này á, là động cơ 150 như các bạn, màu vàng cát, 43 triệu ha, vàng cát nha. Rồi Zanet này là 24 triệu, màu trắng khóa cơ. Chiếc này là 23 triệu, khóa thông minh. Hai 1999 luôn nè các bạn. Zanet này số đẹp quá ha, chỉ có 23 triệu thôi, máy zin nha. Chiếc này là 24 nè, màu trắng nè, 33137 B4 luôn. Còn chiếc này là 43 triệu, Exeter. Xin lỗi các bạn, Vario. Rồi bây giờ mình sẽ còn một cái hàng này nữa các bạn. Đây, từ R15V3 là trong cùng, 37.500.000 thôi, R15V3, xe đó mình có quay kỹ rồi. Kế đến là 26 triệu, chiếc này là động cơ 125, NV có ABS. Ha, cửa hàng báo thế nha, có ABS 125. Winner phiên bản giới hạn là 25.500.000, màu bạc nè. Rồi chiếc này là 31 triệu, Exeter phiên bản RC, màu đen mờ ha. Rồi chiếc này á, là 27 triệu Vision. Và cuối cùng là 21.500.000 cho chiếc Winner V1 này, chỉ có 21.500.000 thôi. Mà xem nè, đây ha, các bạn cứ gọi vào số di động 0919 735 735 để thương lượng giá. Chiếc Vision này là 27 triệu nè các bạn, khóa thông minh nha, phiên bản đặc biệt luôn á, phuộc đỏ, thành đỏ nè, tay nắm đỏ đó các bạn ha, phuộc đỏ luôn. Còn chiếc này là 31 triệu, Exeter 150, màu đen phiên bản RC. Chiếc này là 25 năm, Winner 11717 luôn, 25 năm. NVIC 26 triệu, 03359. Chiếc này là 37 năm, R15V3. Như vậy chúng ta sẽ còn thêm một xe nữa là Winner này, giá sẽ là 25 triệu, có ABS nha các bạn, có ABS nha. Rồi, bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho cửa hàng qua số di động là 0919 735 735 để thương lượng giá nè, rồi ship xe nè, rồi giấy tờ, rồi bảo hành động cơ gì đó, hay là muốn về VIN, về VIN. Cái loại nào mà nó bị độ chế đó các bạn, cứ alo cho cửa hàng để mình thương lượng cho nó chi tiết.
trả góp luôn ha. Hôm nay rất là nhiều xe đó các bạn, vài chục xe luôn đó, tha hồ các bạn tham khảo, rất là nhiều tầm giá luôn. Từ thấp nhất là chỉ có 12 triệu nè, rồi 9 triệu nè, cho đến cao hơn là ba mấy triệu đều có hết trong video này. Các bạn cứ tha hồ mà tham khảo ha. Cửa hàng ship xe toàn quốc, bảo hành động cơ 6 tháng đó các bạn, cho nên là mình cứ yên tâm ha. Đặc biệt là chiếc Vairo này, nó là 150 nha các bạn, máy rớt nhưng thực tế là không có làm máy đâu, cái này các bạn cứ yên tâm. Alo chi tiết cho cửa hàng đi để biết tại sao máy rớt mà không có làm máy. 150 nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Xin chào các bạn.